Chị Hai Gia, Trọng Thi làm gì đây? Isiaka qua đâu? Không vào. Một pha cản phá bóng trên mặt vôi bằng tay của thủ áo xanh. Xin chào anh em. Trên tay mình là đôi giày mới của Quang Hải QH19 Neo của thương hiệu WK, được thiết kế bởi Quang Hải. Có phần upper là microfiber, đế giày là cao su TF dành cho đá sân cỏ nhân tạo ha. Đó, đôi giày màu hồng rất là đẹp. Trên đây có tắc xài WK QH19 Neo, giá đôi giày là 429.000, made in Việt Nam. Ngoài ra thì còn có nhiều màu khác nữa. Đây là màu xanh lam, đây là xanh bích, đây màu xám, đây là tím than. Ở trên website để là tím than, chứ còn mình thấy đây là thấy giống màu xanh dương đó. Đây màu hồng, 5 màu. Và sẵn đây có 5 đôi, quyết định là mình sẽ đủ thêm 4 người bạn nữa chung với mình, đủ một team đá 5 người luôn tại ngay sân này luôn, sân Phước Cỏ Nhân Tạo, cho 5 người đá. Mọi người cùng chờ xem nha. À quên, nếu anh em nào muốn tìm hiểu về đôi giày này hay là muốn mua nó thì có thể xem link dưới phần mô tả, mình để ở dưới. Kiên Haya với chiếc áo số 7, đôi giày WK màu hồng. Kiên Messi, chiếc áo số 6 và đôi WK màu tím than. Hoàng Quân Messi, chiếc áo số 19 với đôi WK màu xám. Trọng Thi Freestyle, áo số 20 với đôi giày WK màu xanh bích. Khoa Futoi, chiếc áo số 1 và đôi giày WK màu xanh lam. Kihaya, Trọng Thi, đá vào trung lộ, Hoàng Quân không vào, pha dứt bóng của Hoàng Quân. Trọng Thi, Hoàng Quân chuyền cho Kim Messi, dứt điểm hơi nhẹ, ném dài, phản công cho đội bạn, không vào. Một cú sút chúng vị trí của Khoa của tôi. Kim Messi làm gì đây? Bấm banh, đánh đầu. Wow, một cú đánh đầu của Hoàng Quân, bóng bay thẳng vào góc da. Một pha phối hợp rất hay giữa Kim Messi và Quân Messi. Lên banh, qua người rất hay. Liên tiếp là hai pha qua người rất hay của cầu thủ áo xanh. Wow, wow, pha đột phá từ sân nhà qua hàng loạt các cầu thủ áo hồng và cả thủ môn Khoa của tôi ghi bàn. Ghi hay da. Trọng Thi, dứt điểm, không qua được tay thủ môn. Hoàng Quân đã ngang Trọng Thi, qua hán rồi, hai pha qua hán và một bàn thắng cho Kim Messi. Rất hay, liên tiếp hai pha sau Kim. Trọng Thi cướp được banh rồi, chuyền ngược cho Quân Messi, không có dứt điểm, không được, quyết điểm hơi nhẹ. Phản công ngược cho các thủ áo xanh, làm gì đây? Sút vào, một cú sút qua hai chân Khoa của tôi, một bàn thắng cho đội bạn. Nói hay, tấn công không ghi bàn, bị phản công thua ngay. Thiên Hai Gia,
rất khéo léo. Kim Messi bật tường. Liên tiếp những pha phối hợp đập nhã rất hay của cầu thủ áo hồng. Kim Haya chuyền ngang không thành công. Vẫn là Kim Haya. Messi. Quán quân. Cú dứt điểm của Thibisai hơi nhẹ. Vẫn còn. Không được rồi. Lấy được banh rồi. Kim Haya. Trọng Thi chuyền ngang cho Kim Messi. Làm gì đây? AK không thành công. Pha đá AK không thành công của Kim Messi. Phản công rồi bạn, dứt điểm. Không qua được tay thủ môn Fakutoi. Bây giờ là Hoàng Quân. Xỏ hén rất hay. Anh ấy ăn mừng kìa. Chuyền ngang cho Thibisai. Và một bàn thắng không thể nào dễ dàng hơn dành cho Trọng Thi. Trước đó là một pha sâu kim rất hay của Quân Messi. Trọng Thi. Kim Haya chuyền lên cho Quân Messi. Làm gì đây? Không có dứt điểm. Chuyền về cho Trọng Thi. Kim Haya nhả về dứt điểm. Vào. Một cú sút rất mạnh của Trọng Thi. Và những pha phối hợp đập nhã rất hay của cầu thủ áo hồng. Kim Haya nhét bóng lên cho Kim Messi. Và đá gót rất điều nghệ ở Kim Haya. Trọng Thi nhấn thẳng vào trung lộ và một cú dứt điểm ra ngoài. Kim Haya. Quân Messi đột phá, đảo chân rất lăng quăng. Qua được rồi. Trọng Thi chuyền ngang cho Kim Messi. Không vào. Một cú đặt lòng của Quân Messi trúng cột dọc. Quân Messi. Kim Haya. Trọng Thi. Kim Messi chuyền dài lên Kim Haya. Bước một rất hay. Làm gì đây? Tiếp tục một pha đặt lòng và bóng vẫn tiếp tục trúng cột dọc. Pha sửa lòng khá điều nghệ của Kim Haya. Rất tiếc bóng lại đi thẳng vào cột dọc. Mọi người rất hay. Làm gì đây? Không vào. Một cú sút trúng ngay chỗ của Fakutoi. Tiếp tục phản công ngược cho thủ áo hồng. Kim Haya dứt điểm. Bóng này hơi cao. Phạt góc. Kim Haya. Kim Messi trả về. Một cú dứt điểm trái phá của Kim Haya. Bóng lại tiếp tục trúng vào cột dọc. Có trả về không? Không trả về. Tiếp tục cú dứt điểm của Quân Messi. Kim Messi. Làm gì đây? Trọng Thi. Chuyền ngang cho Kim Haya. Nhét lên. Rất hay. Đập nhã rất tuyệt vời. Và một bàn thắng của Kim Haya. Pha đập nhã không thể nào dễ dàng hơn. Đá bóng như chỗ không người. Công cho thủ áo xanh. 3-3. Chuyển ngang đối diện thủ môn. Wow. Tiếp tục một cú dứt điểm qua hai chân Fakutoi ghi bàn của các thủ áo xanh. Kim Messi qua hán rất hay, rất ngọt ngào. Giờ là Trọng Thi. Kim Messi trả về dứt điểm. Không vào. Vẫn còn. Kim Haya. Pha tiếp bóng rất hay của Kim Haya. Chuyền ngang cho Kim Messi. Không được rồi. Kim Messi. Trọng Thi. Kim Haya nhét bóng lên cho Kim Messi. Đá ngang. Không được. Tiếp tục một đường nhét ngang nữa. Không thành công. Phản công cho thủ bà bán. Dứt điểm. Vào.
một cú sút trái phá qua khỏi tay của thủ môn Fakutoi, một bàn thắng rất đẹp. Ba đánh hai, chuyển lên, trả về, dứt điểm, không vào, không vào, liên tiếp là ba cú dứt điểm của cầu thủ áo xanh nhưng không ghi được bàn. Kim Messi đảo chân rất là ngoan. Quân Messi có trả về không? Một cú dứt điểm ngay góc chia. Dứt điểm, bóng trúng mặt của Fakutoi, pha cản phá khá lăn xả của Fakutoi. Giờ phản công ngược, quân Messi không vào, một pha tính xỏ hén của quân Messi nhưng không thành công. Kihaya hãy ngang chờ quân Messi, làm gì đây, volley vào, một cú vẫy volley rất nhanh của quân Messi làm gãy luôn thủ môn, bóng bay thẳng vào góc A khung thành. Lên bánh hũ áo xanh, và người rất hay, làm gì đây, dứt điểm, không qua được thủ môn Fakutoi. Trọng thi, lên bánh 3-2. Kim Messi, làm gì đây, trọng thi, chuyền ngang cho Hoàng Quân. Wow, lần này thì quân Messi đã có một pha đặt lòng chính xác vào khung thành và một bàn thắng dành cho anh. Chuyền hay ra, chuyền Messi, chính trực biên, chuyền hay ra, bật tường với quân Messi, không được, bóng đã về chỗ của Kim Messi rồi. Đập nhã, dứt điểm, chúng sang ngang, một pha đập nhã giữa Kihaya với Kim Messi. Bức tường, rất hay, dứt điểm, không vào, pha cản phá rất kịp thời của Kim Messi. Kim Messi, bức tường với TV Style. Qua người rất hay, làm gì đây, Iziaka, và một bàn thắng rất hay, rất đường phố, rất điều nghệ, quá hay, đội bạn bắt tay luôn rồi. Pha bóng rất hậu hứng của Kim Messi. Chuyền Haya, dứt điểm, không thành công. Lên banh cho thủ áo xanh, bẻ người rất hay, dứt điểm. Và bây giờ bóng đang trong chân Kihaya, vào. Một pha bóng đánh qua đầu của Kihaya. Trọng thi, Kim Messi, bức tường, vào, một cú dứt điểm trái phá ngay vạch 6m của cầu thủ áo hồng. Thủ môn áo đỏ coi như là chỉ đứng nhìn banh bay vào lưới, không hề có chút phản ứng nào luôn. Chị Hai Gia, trọng thi, làm gì đây, Iziaka qua đầu, không vào, một pha cản phá bóng trên mặt vôi bằng tay của thủ áo xanh nhưng bóng vẫn đi vào mặt vôi rồi, và trận đấu đến đây là kết thúc.
một trận thi đấu vui vẻ, mồ hôi, sức khỏe, khai trương giày mới, hoành tráng và nhiều bàn thắng đẹp. Rồi, vậy là mình đã trải nghiệm xong đôi giày mới của Quang Hải, đôi giày QH19 Neo được thiết kế bởi Quang Hải và sản xuất bởi thương hiệu giày WK. Theo mình thì đây là một đôi giày rất là phù hợp cho các bạn học sinh và sinh viên với mức giá rất là phải chăng, 400 ngàn thôi, có thể sở hữu đôi giày này rồi. Thì các bạn thấy đó, mình cũng có thể mang đôi này rê bóng, sút bóng, chuyền bóng, thi đấu đá. Mình đã có một trải nghiệm khá tốt với đôi giày này. Còn các bạn thì sao? Các bạn nào mà chưa trải nghiệm đôi giày này thì hãy mua ngay và cho mình cái cảm nhận của các bạn vào comment cho mình biết nha. Như thường lệ, nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để chờ các video clip khác trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.